Hello anh em, mình Phạm Vương đây. Sau hơn mấy tuần ngập ngụa trong Tân Niên, mình đã trở lại với video tổng quan về diều chiến. Video này sẽ chia làm hai phần để đảm bảo nội dung truyền tải đầy đủ, không quá dài. Diều chiến sử dụng giáp nặng, có thể chơi đa dạng vị trí trên chiến trường. Ưu điểm lớn nhất là khả năng khống chế cùng lượng sát thương diện rộng tốt. Về điểm thuộc tính, ưu tiên đẩy sinh lực lên 40.000 HP. Sau khi đủ lượng máu rồi thì chúng ta đẩy sang bền bỉ sao cho thuộc tính phòng ngự mỗi cả ba loại đạt 4.000 điểm. Những điểm dư còn lại dồn hết vào sức mạnh. Về sát thương của diều chiến chém là chủ đạo, còn lại lấy sát thương xuyên để đòn chạy đánh có thêm khả năng dồn. Sát thương đập hay còn gọi đòn thô để sau cùng. Tương tự với xuyên da cũng vậy, cần xuyên chém, sau đấy đến xuyên đâm, rồi mới đến xuyên đập. Về trang bị, cố gắng lấy 4 set phòng cụ chân phái. Hiệu ứng chiêu dậm dìu khiến địch giảm từ 25% lên 75% sát thương gây ra là con số không thể bỏ qua. Quan trọng nhất là bạn được miễn nhiễm khống chế khi thi triển kiêu cuối cùng cùng lượng hồi phục 10% tổng sinh lực. Nếu không có đủ 4 mảnh, bạn nên mặc full set gan dạ, đừng mặc hai này hai kia nha. Về vũ khí, như đã nói ở phần thuộc tính, ưu tiên dìu của sát thương chém xuyên chém cao nhất có thể. Chí mạng và sát thương bạo sẽ là các khoản phụ các bạn cần phải để ý. Còn về bùa văn, mình sẽ sâu combo bùa văn mà mình hay dùng trong công thành chiến. Tất nhiên nó chỉ mạnh trong công thành chiến thôi. Các bạn có thể chọn một loại bùa văn mà mình có thể dễ dàng kích hoạt. Vũ khí, mũ, giáp, giày cùng với cuối cùng là găng tay. Về kỹ năng, diều chiến có rất nhiều kỹ năng đáng quan tâm. Chẳng hạn như đẩy lùi, vừa dẫy được vừa khống chế được ngược lại địch. Dậm dìu là kỹ năng debuff giảm sát thương của địch trên diện rộng. Chiêu này không thể đỡ và có tác dụng giải hôn mê. Muốn chia dìu giao tranh tổng tốt, bạn cần phải thuần thục hai kỹ năng này. Ngoài ra, dìu còn có những chiêu đáng chú ý khác dùng trong solo. Mở giao tranh như kéo dìu phá trận, tắc kích và khiên, trừ thủ cùng với chiêu đâm dìu gây lượng xuất hiện cố định. Còn về giao tranh tổng thì mình sẽ cho các bạn 4 set kỹ năng mà mình hay sử dụng. Theo thứ tự ưu tiên thôi. Đầu tiên là set đầu tiên là set mình sử dụng nhiều nhất. Như trong hình này, lượng sát thương khống chế diện rộng tốt, khả năng bắt lẻ tuyệt vời. Còn set thứ hai có thể mở đầu giao tranh cộng với khả năng phá trận cộng khống chế diện rộng ngon, được phép đánh láo hơn so với set 1. Set 3, bộ kỹ năng siêu láo với cả 4 kỹ năng đều giúp bạn đứng dậy. Mà cầm set này khi bạn mở giao tranh còn đánh solo thôi. Set 4, khống chế mở giao tranh ok. Còn đâm dìu sẽ là chiều cao tơ tướng địch theo build theo đường full giáp và tướng đao khiên với việc xuất huyết không thể bị giảm sát thương. Về hai chiêu cuối, hành quyết hay đánh liên hoàn. Mình sẽ nói đến hành quyết trước đi. Áp chế là hiệu ứng mạnh nhất của con của Blade, không thể đỡ, không thể bị giải trừ khi có một vài chiêu đặc biệt như đối thủ né được trong lúc bạn đang áp chế. Lưu ý, không thể áp chế người chơi đang nằm dưới đất, tướng địch đang ở trên ngựa hoặc kỵ binh. Sử dụng hành quyết cần phải có một chút nắn nót và kinh nghiệm. Chiêu thứ hai, liên hoàn kích. Ngoài khả năng phá trận mạnh còn có khả năng chống kỵ binh rất tốt với 5 lần làm ngựa hí. Tướng địch ngay lập tức sẽ bị ngã ngựa khi dính liên hoàn kích. Nhược điểm duy nhất đó là hiệu ứng đánh ngã có thể giải được và tầm đánh của một vài kích thước khá là ngắn, cần phải mất thời gian làm quen. Chốt lại lựa chọn đó là bạn lấy hành quyết khi bạn muốn đoạt mạng tướng địch, còn chọn liên hoàn kích để mở giao tranh, phá trận cũng bắt lính địch. Đó là hai cái khả năng về hai cái chiêu cuối. Hãy lựa chọn tùy vào tình huống nha. Còn trên ngựa, khả năng chiến đấu của dìu trên ngựa ở tầm trung, đòn đánh thường tầm lan rất tốt nhưng tốc độ ra đòn lại chậm. Chiêu quy ngã xuống ngựa của dìu cực kỳ tuyệt vời, lộn xuống cộng chém gây tối đa 2 lần sát thương cũng hiệu ứng đốn ngã. Chiêu này rất là khó chặn, nếu có chặn được thì cũng bay hết thanh đỡ tướng địch thôi. Nên phối hợp đánh thường trên ngựa cộng với quy để tăng tỷ lệ chính xác. Chiêu xuống ngựa có thể làm trò ảo thuật như video mình chuẩn bị sâu với các bạn dưới đây. Qua những điều vừa rồi thì các vị tướng sĩ đã thấy diều chiến là vũ khí nhìn thì có vẻ dễ tiếp cận nhưng rất khó làm chủ, đúng không nào? Các tướng sĩ có yêu cầu góp ý hãy để lại bình luận phía dưới. Nếu thấy video này hay hãy bấm like và đăng ký kênh Liều Quốc Chi Tin để cổ vũ cho mình ra nhanh video tiếp theo nha. Chúc các tướng sĩ trăm trận trăm thắng. Xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.